Duy Nguyễn và Thu Hương chào mừng các bạn đến với chuyên mục đáp hình số 377. Hỏi đáp 377, câu hỏi đầu tiên 4225 chào anh Duy và chị Hương. Em năm nay 24 tuổi, cao 1m74, nặng 67 kg, body fat là 5 kg, muscle mass là 35 kg, tỷ lệ mỡ cơ thể là 7,6%, BMR 1007, mỡ em đều đang under, cơ thì normal, tay phải over. Em tập tuần 6 buổi, buổi 1 ngực chân bụng, buổi 2 xô lưng bụng, buổi 3 vai tay chân, sau đó lặp lại 3 buổi tập này. Ngày còn lại thì em tập những bài nhóm cơ ít được tập. Sau các buổi tập em có chạy bộ, đi bộ, đạp xe nhẹ nhàng. Tuần em có đi đá bóng một trận sau tập là do em thích và đi cùng cơ quan cho hòa đồng. Về thực phẩm, buổi sáng 3 đến 4 lòng trắng trứng, một lưng bát yến mạch, 1 đến 2 củ khoai lang. Và từ một tu một hơi sữa không đường tách béo, buổi trưa thì ăn ít cơm, cố gắng ăn những thực phẩm lành mạnh hết sức có thể. Trước tập sữa, hạt hạnh nhân, óc chó, hạt điều, bữa tối không ăn tinh bột, trước ngủ 3 đến 4 lòng trắng trứng, sữa. Em xin hỏi là chỉ số cơ của em có ít hay không? Có công thức nào tính cân nặng bao nhiêu thì cơ là bao nhiêu ký không ạ? Em muốn tập theo hướng fitness, cơ thể săn chắc không cần quá to thì cần chỉnh gì về chế độ ăn uống, tập luyện? Em thuộc tạng tăng giảm cân nặng theo ý muốn. Em tập được 1 năm, trước đây có tập nhưng không đều, tầm 2 đến 3 tháng trên năm lại nghỉ. Em có mổ vai, bị giãn dây chằng và đã hồi phục hoàn toàn, chỉ lưu ý không quá cố sức. Câu hỏi của bạn dài quá. Em cố đẩy mắc ngực tạ đòn 90 kg, nếu tập luyện thêm và có người đỡ, trước đây em đã đẩy được như thế. Như em thì nếu sử dụng thực phẩm bổ sung thì cần loại nào? Whey casein có được không ạ? Dùng casein trước khi đi ngủ có cần ăn lòng trắng trứng nữa hay không? Nếu em không dùng thực phẩm bổ sung thì chế độ ăn uống trên của em đã ổn chưa? Không biết là anh Duy có nhớ hết các câu hỏi của bạn không? Chúng bạn tâm sự lực tập từ lưa là tập anh cháu được tập anh không nhớ? Câu hỏi của bạn dài quá, Hương đọc xong Hương cũng phải ngồi coi lại nữa chứ không phải đọc một lần cái là nhớ hết là các ý nha bạn. Bây giờ ý bạn hỏi thứ nhất là công thức nào tính cân nặng bao nhiêu thì cơ là bao nhiêu ký không? Không có công thức nào cả. Tại vì cân nặng một người nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Không có nghĩa là người đó cân nặng bao nhiêu thì suy ra cái lượng cơ là bao nhiêu. Trên đời này mãi mãi sẽ không bao giờ có công thức đó. Muốn biết công thức đó chỉ có nước đi đo thôi mới biết thôi, chứ không cách nào biết được hết á. Ý thứ hai là chế độ ăn uống tập luyện theo hướng fitness. Bạn muốn cơ thể săn chắc không cần quá to. Thì bạn fitness giờ mở bằng under rồi đó. Mở bằng under là nó ra fitness rồi đó. Mà giờ cơ bạn normal thì bạn tập cho cơ bằng over đi, nó sẽ đẹp hơn. Còn cái vấn đề mở thì bạn cứ kiểm soát và giữ ở trong cái ngưỡng như vậy là được. Body fat 5 kg. Ổn rồi, body fat 5 kg là đẹp. BMR 1007 là cao hay thấp vậy? Tương đối. Cũng tương đối đúng không? Rồi còn chế độ ăn của bạn là anh nhớ không? Chế độ ăn của bạn thì căn bản là cũng được rồi. Chế độ ăn của bạn là căn bản là cũng tương đối là đẹp đẹp rồi. Thì bây giờ bạn hỏi là thực phẩm bổ sung xài whey với casein có được hay không? Thì trả lời là được. Whey casein được kết hợp thêm vitamin nữa cho nó đủ bộ nha. Còn trong trường hợp bạn không thích xài cái bộ này thì bạn chỉ cần xài một mình Lean Body là đủ. Rồi còn nếu mà bạn đã sử dụng thực phẩm bổ sung rồi thì buổi tối bạn không cần phải ăn lòng trắng trứng nữa. Và bạn nói là trường hợp của bạn là bị giãn dây chằng. Cái chuyện đó là quá khứ rồi, bây giờ còn làm rồi thôi. Nay đã phục hồi và đẩy mắc ngực tạ đòn 90 kg. Thì anh thấy thế nào? Không có thấy gì cả. Vấn đề đó bình thường, ngày xưa bạn bị dây chằng, giờ bạn hết rồi thôi, bạn tập thôi, gì đâu. Nhưng mà bạn có ghi lưu ý là không nên tập quá sức. Thì không nên tập quá sức thì bạn tập vừa thôi, fitness tập quá sức làm gì bạn? Câu hỏi thứ 2, 4226, chào anh Duy Vui Tính và chị Hương Cô Te. Lâu lắm rồi em mới đặt câu hỏi đến anh chị. Anh Duy không biết chứ em biết anh từ khi anh đăng video đầu tiên. Thôi em vào vấn đề luôn, em là nam, 21 tuổi, cao 1m7, nặng 70 kg, tỷ lệ mỡ 14, chủ yếu phần bụng. Giờ em muốn tăng cơ giảm mỡ nên nhờ anh chị tư vấn. Một là về thực phẩm bổ sung thì em nên chọn whey, lipo 6 hay muscle mass gainer hoặc lipo 6, 2 stack. Hai là về phương pháp tập thì em nên chọn phương pháp lean body, superset hay tăng cơ truyền thống. Em xin cảm ơn. Cả ba phương pháp đó, phương pháp nào cũng làm chuyện tăng cơ giảm mỡ cho bạn được hết á. Cả ba phương pháp luôn. Còn nếu bạn muốn tăng cơ giảm mỡ mà có sức mạnh nữa đó, mà tập ít mà hưởng nhiều á, thì là superset.
hoặc là lean body. Superset không có sức mạnh nha bạn, nhưng mà đường cái nó tập nó làm biếng, nó tập ngắn lắm. Còn lean body á, thì vừa có sức mạnh vừa tăng cơ giảm mỡ. Còn cái stack và muscle nào mà có chữ muscle mass gainer trong đó bỏ bằng bên đi nha bạn. Đã gọi là tăng cơ giảm mỡ thì không có mass cao năng lượng. Mà cái mass cao năng lượng thì nó chỉ có tăng cơ thôi, còn mỡ nó hên xui. Còn bây giờ mà muốn thực phẩm bổ sung tăng cơ giảm mỡ thì bạn chọn lipo hoặc whey protein. Nhưng mà cái stack đẹp hơn nó sẽ là lipo với lean body. Câu hỏi 4227 có nội dung giống câu hỏi 4226, câu hỏi 4228. Chào anh Duy Nguyễn và chị Thu Hương, em năm nay 23 tuổi, cao 1m73 và chỉ nặng 50kg. Em mới tập được 2 tuần và đang theo dõi án 2 tháng cho người mới bắt đầu của anh. Em đang rất muốn tăng cân, em đang tính mua Amino 6000 để sử dụng vì điều kiện kinh tế hạn chế nên không thể mua sản phẩm cao cấp hơn. Anh cho em hỏi em sử dụng Amino 6000 và tập theo giáo án thì có lên cân theo ý muốn không? Anh trả lời luôn ý của bạn ấy. Anh không biết. Tức là bạn tập theo giáo án á thì là được rồi, đúng về cái kỹ thuật tập luyện, đúng về được cái bài bản khoa học. Còn sử dụng Amino 6000 thì nó bổ sung axit amin và hấp thu thức ăn. Tới đây dừng. Còn có chuyện có lên ký hay không thì anh không biết được. Nó phụ thuộc vào cái sự ăn uống hàng ngày của bạn và cái sự hấp thu thức ăn của bạn. Ví dụ bạn tập và bạn nhịn đói thì nó không bao giờ lên ký cả. Bạn tập bằng ăn nhiều thì nó có thể lên ký nếu lượng thức ăn được hấp thu tốt. Còn nó vẫn không lên ký nếu bạn không hấp thu được. Thì cái Amino 6000 nó chỉ giúp bạn bổ sung axit amin thôi. Và nó giúp bạn hỗ trợ thêm hấp thu một phần protein trong thức ăn mà thôi. Cái chính bạn vẫn cố gắng ăn nhiều. Ăn nhiều bữa và một lần cũng tương đối nhiều nữa. Calo của Amino 6000 rất là thấp đúng không? Cái đó coi như không có đi, mới sử dụng Amino đừng nghĩ tới chuyện calo là nhiêu cả. Cho nên nó không có tác dụng tăng cân mà chỉ là bổ sung axit amin thôi, bổ sung protein. Ý thứ hai của bạn là, và còn một câu nữa là lúc em tập lưng thì huấn luyện viên và mấy anh trong phòng tập nói là không nên tập lưng vì ngực và vai chưa có, mà hãy chú trọng tập ngực và vai. Khi nào đầy đặn thì mới được tập lưng, anh cho em xin ý kiến. Câu hỏi hơi dài mong anh chị giải đáp. Sau cầu em chúc anh Duy Nguyễn và chị Thương tràn đầy sức khỏe và luôn trẻ đẹp để cống hiến cho cộng đồng gym nhiều điều hay hơn nữa. Vấn đề môn thuở. Cái vấn đề mà chưa có cơ này thì không tập cơ kia thì Na nói với các bạn rất là nhiều lần rồi. Nó không có một cái luận điểm khoa học nào cả. Hai cái vấn đề cơ nó không liên quan với nhau. Không có cơ này nó phụ thuộc cơ kia. Mỗi cơ nó đều độc lập và nó đều phục vụ cho một cái cử động nào đó của cơ thể. Như cơ tay trước phục vụ kiệt co cơ, không có nghĩa là không cơ tay trước nhỏ không được tập cơ tay sau đó. Thì cái bài toán cơ bắp anh đã nói nhiều lần rồi, bây giờ anh ví dụ một cái bài toán về thực tế xã hội. Ví dụ như bây giờ bạn 30 tuổi rồi đó, nhưng mà bạn gọi là chưa bự con thì không được cô gái đó. Nếu bạn trả lời cái luận điểm này nó đúng không, không bự con nha thì không được cô gái, thì có nghĩa là bạn phải bự con rồi bạn mới được đi cô gái. Rõ ràng rất là tào lao. Cái chuyện bự con với chuyện cô gái là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không có cái phụ thuộc gì đây cả. Bạn có thể vừa nhỏ con vừa cô gái, thì bạn nhỏ con đi tập tạ từ từ nó bự con, rồi bạn cua từ từ dính, thì mốt bạn có luôn cả cái bự con và có luôn cả cái chuyện cô gái được đó. Thì cái bài toán không có cơ này không được tập cơ kia thì cũng giống như vậy thôi. Bạn không tập cơ lưng á thì cơ lưng nó không phát triển, sức khỏe bạn nó không phát triển, cơ bắp bạn nó đồng đều vậy thôi. Câu hỏi 4229, chào sư đệ và sư muội, hôm nay đại huynh muốn hỏi nhị đệ một câu thôi. Theo em biết thì khi mà cân nặng của chúng ta đứng yên một chỗ. Xí nha. Gì đâu lúc thì thưa. Xưng đại huynh mà hỏi đệ và sao lúc anh em mà huynh đệ lẫn lộn à. Theo em biết thì khi mà cân nặng của chúng ta đứng yên một chỗ rồi, thì đó là tăng cơ giảm mỡ. Chưa chắc. Nhưng dạo gần đây em không hiểu sao mà cân nặng của em hay rất là tụt. Dinh dưỡng của em là buổi sáng một chén cơm với một loại thịt rồi 9 giờ đi tập. Tập xong về ăn trưa cũng một chén cơm rồi rau thịt, nói chung là đủ chất. Chỉ có điều là low carb, rồi buổi chiều đạp xe đi học cardio, rồi buổi tối ăn như buổi trưa. Em thấy mình ăn uống cũng đủ chất mà cân nặng nó cứ tụt. Bằng low carb mà bằng nó đủ chất. Em không đo in body nên không rõ được, nếu sợ cân nặng không đứng yên một chỗ thì không phải là tăng cơ giảm mỡ. Mong nhị đệ giải đáp. Đến đây thì là nhị đệ. Nói chung là bạn đang nít, bạn này là trẻ tuổi thôi bạn. Chứ thực ra là một chén chưa đầy ạ. Lại ạ. Bạn xưng hô cho nó vui vậy đó. Bạn này trẻ tuổi mà. Rồi thì bây giờ nha, cái chuyện mà cân nặng đứng yên có tăng cơ giảm mỡ hay không, trả lời là không biết. Cái cân nặng của mình nó phụ thuộc vào những cái thành phần là nó có khối lượng á. Nó thay đổi thôi. Nếu mà bây giờ bạn tăng cơ, bạn giảm mỡ
thì vẫn có thể cân nặng đứng yên, còn không thì bạn giảm cơ, bạn tăng mỡ thì cân nặng cũng vẫn không thay đổi, còn không thì bạn nước bạn tăng, mỡ bạn giảm, cơ bạn giảm thì cân nặng cũng vẫn không thay đổi. Nói chung cái cân nặng không thay đổi không phản ánh được cái gì cả, không phản ánh được cơ, mỡ và nước luôn. Ba thành phần nó có thể là nó thay đổi, miễn sao tổng khối lượng của nó bằng nhau thì cân nặng của mình vẫn không thay đổi. Còn cái chuyện bạn nói bạn ăn uống đủ chất, bạn low carb sao đủ chất được bạn? Low carb là thiếu chất nhiều lắm. Chứ không cần biết bạn nói gì, nhưng mà một khi bạn đã low carb là chắc chắn bạn thiếu chất. Thí dụ như người ta đã low carb nhưng mà người ta muốn bổ sung đầy đủ chất á, người ta phải có một đống sản phẩm thực phẩm bổ sung luôn. Một là vitamin nè, khoáng chất nè, rồi canxi, kẽm, sắt, đậu, nói chung là đủ hết những thành phần vi lượng không thể thiếu, mức protein. Thứ hai là nước, thứ ba là vitamin khoáng chất. Đó, thứ năm á là một nguồn năng lượng đến từ cát và thứ đó chất béo nữa. Bạn đã low á, trên đời này miễn là bạn có sử dụng cái phương pháp mà có chữ low á, là cái cân bằng dinh dưỡng trong người bạn nó hơi bị nẻn nha, mà nó thiếu rất là trầm trọng. Nó không ai low cả đời cả, low 2-3 tháng là thấy là đủ tái mặt rồi, lúc đó người ta phải bổ sung. Bổ sung xong rồi cũng chưa chắc đủ nữa, người ta phải thay đổi. Bởi ăn uống sạch, ăn đủ, ăn đầy đủ dinh dưỡng, cái đó mới là cuộc sống khỏe mạnh đó. Chứ còn cái low carb, mà low carb trường kỳ bạn nói là low carb mà đủ chất là gì, không đồng tình với cái luận điểm này nha. Câu hỏi 4230. Chào hai anh chị, chuyện là giờ em đang tập 6 giờ tối nhưng vì công việc kinh doanh nên em lại chuyển sang tập buổi sáng. Theo anh Duy, stack thực phẩm bổ sung và cách dùng của em như thế này là hợp lý chưa? Em tập theo dự án Lean Body nâng cao của anh, cơ over và tỷ lệ mỡ 10%, tập được 2 năm 8 tháng. Sáng 5 giờ dậy nửa gói Lean, khoảng 30 phút sau em uống Pum HD và đi tập. Sau khi tập về em làm nửa gói Lean còn lại, cộng 1 hoặc 2 củ khoai lang. Nếu ngày qua ngày cứ theo stack như vậy liệu có ổn để phát triển cơ không anh? Dinh dưỡng hàng ngày thì em vẫn áp dụng đầy đủ những kiến thức anh Duy chỉ bảo. Chỉ có buổi sáng em mới chuyển nên còn phân vân về dinh dưỡng buổi sáng. Em biết là việc uống Pum HD cách Lean 30 phút thì quá sát giờ, nhưng vì thời gian gấp rút nên chỉ đánh nhanh rút gọn thôi ạ. Nói chung cũng được rồi bạn, cái cách dùng của bạn là tương đối là ok rồi. Nhưng mà nếu bạn tập nặng thì hơi sợ, hơi thiếu cáp nhỉ? Hơi mỏng lên, đúng rồi. Trường hợp của bạn thì hơi mỏng lên, tức là cái này có thể là kinh tế thôi, hoặc là như thế nào thì không biết. Nhưng nếu bạn có điều kiện thì bạn chơi hai gói đi cho nó chắc cú, cho nó đẹp nữa. Thì hai gói, một gói trước gói sau. Sao em cứ quán lên mấy chuyện không cần thiết vậy? Đương nhiên uống là một gói lần gói thôi, nhưng mà một ngày thì hai gói. Nhưng mà bạn 30 phút sau bạn phải uống Pum HD rồi anh. Thì liên quan gì tới cuộc đời? À, thì trước tập bạn uống gói, sau tập thì uống gói nữa, rồi bạn uống Pum HD giờ đó thì vẫn ok thôi. Một gói thì nữa gói nó cũng vậy thôi. À, không có nghĩa là nửa gói nó hấp thu nhanh hơn một gói. À, một ký gà thì không có nghĩa là nó hấp thu chậm hơn nửa ký gà, chỉ có cái hấp thu nhiều hơn và hấp thu khó hơn thôi. Cái này tùy vào bạn cảm nhận cái bụng như thế nào thôi. Ừ. Nhưng mà bạn đã đội công rất là lâu rồi, 2 năm mấy rồi, và thành tích của bạn rất tốt, cơ over và mỡ under, thể hình cuộc sống như vậy là được rồi. Đó, thì một lần nữa xin chúc mừng bạn. Còn bạn hỏi là gì, tức là bạn cho mình cái chi tiết là bữa ăn sáng, còn trong ngày thì bạn nói theo stack như vậy để ổn phát triển cơ thì chưa chắc. Bạn đã theo giáo án Lean Body rồi là bạn cũng coi nát 7 cái video đó rồi. Thì nhưng bạn đã... hỏi anh này, không lẽ anh nói có tăng cơ, làm sao mà anh có thể đảm bảo được chuyện đó? Bạn hỏi khúc nào trả lời khúc đó. Bạn hỏi cái dinh dưỡng của bạn trước trong và sau tập ổn hay không, trả lời ổn. Còn dinh dưỡng trong ngày bạn không hỏi thì bạn tự chịu trách nhiệm về dinh dưỡng trong ngày thì của bạn thôi. Nếu ngày qua ngày cứ theo stack như vậy liệu có ổn không, mà stack ổn. Của bạn nói mỗi là buổi sáng, với lại dinh dưỡng thì bạn nói là bạn áp dụng theo kiến thức anh Duy, thì Hưng chưa biết là bạn áp dụng như thế nào thì cũng không thể trả lời là có thể là cái đó là em dốt chứ không phải là vấn đề của bạn. Bạn đã nói rõ ràng áp dụng theo kiến thức của Duy, tức là bạn đã theo dõi được những cái video Lean Body rồi, tức là bạn biết những bữa ăn trong ngày sắp xếp thế nào rồi, tỷ lệ protein cấp phát như thế nào rồi. Chứ sao em mà cứ tự nhiên đi xoáy vô những cái vấn đề mà nó không liên quan gì vậy? Thì đó, đấy là câu trả lời của anh đấy, anh ừ, rồi. Câu hỏi 4231. Chào anh Duy, em tên An, em mới bắt đầu tìm hiểu và muốn tập gym nhưng chưa có kiến thức nhiều nên em mong anh giúp đỡ và hướng dẫn em thêm. Hiện tại em cao 1m76, cân nặng 100kg, trước đây em chỉ nặng 86kg nhưng do em thi đấu cầu lông bị chấn thương nên nghỉ 1 năm. Xong giờ nó bự vậy đó hả? Em muốn tập gym để giảm cân và lấy lại sức khỏe như trước kia, vì bây giờ em rất béo và chậm chạp. Em mong anh hướng dẫn em tập và có thể giúp em có một lịch tập và ăn uống sao cho hợp lý để giảm cân và lấy lại vóc dáng. Và em nên sử dụng lại thực phẩm bổ sung nào cho hợp lý?
Em có đến thể hình online tập được không? Và chi phí hội viên tham gia như thế nào? Có khóa tập nào dành cho người mới tham gia gym như em không? Em xin lỗi vì câu hỏi của em hơi dài. Mong anh chị giải đáp. Chúc anh chị ngày càng thành công và phát triển. Thôi nói chung thì bạn cứ tới đây đi ha. Bạn đã hỏi câu tới thì nó lại tập được không thì trả lời là được. Bạn cứ tới đây đi. Tại vì bạn hỏi nó mênh mông trời vẫy quá, không biết trả lời cái đường nào cho được cả. Video thì có gần cả ngàn cuốn rồi. Đó thì bây giờ tất cả những vấn đề bạn hỏi thì cũng có gì mới lạ hết. Video nó có hết rồi. Thì mà giờ bạn đã xác định đó thì nó lại tập thì bạn cứ tập. Sẽ có BT kèm bạn trong thời gian đầu. Và trong suốt quá trình tập bạn muốn hỏi gì cũng được cả. Bạn muốn hỏi gì trả lời nóng ngay lập tức luôn. Còn thực phẩm bổ sung thì xài thế nào cũng tùy thuộc vào kinh tế của bạn, tùy thuộc vào điều kiện của bạn. Nhưng mà bây giờ bạn muốn giảm mỡ thì Duy tư vấn cho bạn hai cái hướng, một Fat Burner cộng với Lean Body là đủ. Câu hỏi 4232, chào anh Duy và chị Hương, em có câu hỏi mong anh giải đáp. Tay sau là cơ tam đầu thì mình tập bài nào để kích thích cái trong của nó? Cái đầu cơ sát, cái xô á anh. Câu hỏi của em chỉ có thế thôi. Rồi bạn muốn kích thích đầu trong nhiều á thì bạn tập rộng cái tay ra. Nhưng cái tay bình thường bạn để dày nó vô hết, bạn để rộng rộng ra chút xíu. Bạn để rộng rộng ra chút xíu thì nó vô cái đầu trong nhiều. Nhưng mà đừng rộng quá nha. Rộng quá là sai kỹ thuật. Rộng chút xíu thôi. Ví dụ bình thường nó tập bình thường bằng tập ngay ngắn, còn giờ bằng lệch trong bằng rộng ra chừng 1-2 cm thôi là đủ rồi, chứ không phải rộng ra banh nguyên cái càng ra là sai kỹ thuật động tác. Câu hỏi 4233, chuyện là em của em tập và nghiên cứu thể hình được hơn 3 năm nay rồi. Em thì mới tập gần đây thôi và em có xem một vài clip hướng dẫn động tác của anh. Thì anh có đề cập tới việc sử dụng đai lưng để tập một số bài về lưng. Vì thế những bài tác động đến phần dây chằng lưng dưới là em đều dùng đai lưng. Chính xác. Nhưng em của em bảo là không nên quá lạm dụng nó, tạ nhẹ cũng dùng. Vì như thế vô tình làm phần kho, tức là cái phần cơ dưới bụng mông yếu đi, dẫn tới việc lệ thuộc quá nhiều vào dây đai. Vậy nên chỉ sử dụng đai khi ở mức tạ khoảng 90% one rep max mới xài tới. Em biết tính nó có cơ sở nên mới dám nói. Em cũng rất là phân vân. Xin anh Duy Nguyễn và chị Thương giải đáp. Đứng trên góc độ người chia sẻ lâu năm thì anh không đồng tình với cái luận điểm này của em bạn. Em bạn đang truyền tải cho người khác một cái vấn đề rất rủi ro. Tức là cái vấn đề đó đúng cho em bạn, không nghĩa đúng cho người khác. Cái đó là cái nguyên tắc. 90% qua đếp mắt rất là nặng. 90% qua đếp mắt rất là nặng. Ông bà ta có câu cẩn tắc vô ấy nấy. Tức là sao? Cẩn thận vẫn tốt hơn. Đó. Người kia mạnh không có nghĩa là mình mạnh. Đó. Bây giờ mà em bạn nói cũng đúng ở điểm này. Ví dụ như vậy tập quá nhẹ, đeo làm gì cho nó vướng. Nếu mình không có vấn đề gì về lưng, tập quá nhẹ đeo làm gì cho nó vướng. Nhưng mà khi mà bước vô cái hiệp tập thật rồi đó thì mình cần phải đeo. Mình bảo vệ mình cái đã. Đó, bạn đeo đi, nó không có gì cả. Còn nếu bạn không đeo đi, nó có gì cả thì lúc đó bạn như thế nào? Ví dụ như hiệp tập chính thức là sao? Tức là mình đẩy mình thực hiện động tác chừng 10 rep đi là đuổi. Cái đó được gọi là hiệp tập chính thức. Thì lúc đó là phải có bảo kê, bảo hộ. Đó. Còn ví dụ như bạn đang khởi động bằng vô bằng chơi cây không không á thì khỏi đeo, chả đeo cả. Duy mà bạn thấy Duy tập đó khởi động không thì Duy đeo cả. Nhưng mà khi mà cái khởi động cuối cùng hoặc là khi tập chính thức rồi thì Duy sẽ đeo. Mà lúc cái khởi động cuối cùng nó rơi vào khoảng chừng 75-80% qua đếp mắt. Và Duy tập luyện cũng cao lắm là 85% qua đếp mắt mà thôi. Thì Duy đều đeo hết. Duy rất là cẩn thận trong tất cả những bài tập. Đó là cái lý do mà Duy tập tạ mười mấy năm trời chưa bao giờ bị chấn thương. Duy dám khẳng định và dám vỗ ngực với các bạn nói câu đó. Duy chưa bao giờ chấn thương cái gì mà quá nặng. Mà bạn kiếm trong giới thể hình, trong giới thể hình mà tập lâu năm, bạn làm một cuộc phỏng vấn thống kê thôi, không cần lâu năm, một người tập 2-3 năm, bạn hỏi coi cuộc đời bạn tập thể hình bị chấn thương mấy lần, chấn thương ở những cái điểm cơ nào, cái gì đó mình làm khảo sát đi, mình sẽ thấy một cái sự rùng mình. Đó. Cẩn tắc vô ấy nấy, cái vấn đề là Duy nói rất là nghiêm trọng. Bạn tập thể hình để làm cái gì? Bạn tập thể hình để cho khỏe, chứ không phải bạn tập thể hình để bạn chứng tỏ một cái gì đó, bạn làm gì đó mà người ta sợ bạn. Thì cái đó là khác. Dù như giờ tội cơ thằng kia nó deadlift quá trời nặng mà nó chơi chân cái chân nó người ta nhìn ta sợ thiệt đó. Người ta nhìn ta sợ thiệt, nhưng mà sợ bắn chết á. Nó thì vấn đề đó. Duy phân tích, phần còn lại là suy nghĩ của bạn. Đúng rồi, sợ bạn chết chứ không phải là sợ bạn thấy bạn ghê quá, ghê không? Đúng rồi, Duy rất sợ những ai tập trung hành online trên center tập nặng. Đương nhiên là Duy nó đàn ông phải tập cho men. Nhưng mà cái tập nặng nó khác tập men. Đó, nhiều khi tập nặng như thế Duy sợ lắm. Duy sợ là bạn bị gì á. Chứ không phải là Duy sợ bạn. Duy sợ bạn bị gì bất công rồi cơ quan tới hỏi anh này nọ kia. Tất cả thứ, ủa anh chủ phòng này hả? Anh tập sao để cho học viên nó tập nó xỉu vậy?
phiền lắm bạn, một khi mà làm ăn lớn là rất là phiền. Ví dụ như bây giờ một cái cơ sở mở ra một cái phòng tạ mà nó chuyên nghiệp, không chỉ là thiết bị, không chỉ là con người đẹp trai là chuyên nghiệp, nó chuyên nghiệp bạn có tủ y tế hay không, người đứng đầu trong phòng có biết sơ cấp cứu hay không, nó có đầy đủ thuốc hay không, có bình chữa cháy hay không, tất cả thứ rất là khó. Bây giờ bạn tập, ví dụ bạn trẻ trâu đi, nhưng mà trẻ trâu bạn liên lụy tới chủ phòng. Ví dụ như bạn mà bị mình bạn nói gì, ví dụ như giả sử bây giờ một cái phòng, cái chuyện này có rồi, chỉ nói cho các bạn nghe thôi, một cái phòng tạ nhậu vô tập, tập xong tự nhiên bị máu não chết queo nằm đóng đó, phòng tạ đóng cửa luôn. Cái chuyện nó lãng chưa, nó rất là lãng luôn, trong khi chủ phòng đâu có tội gì đâu, thậm chí khách vô tập chủ phòng cũng biết luôn nữa, nó vô lén lén này biết đâu được đó. Mà chủ phòng mấy phòng nhỏ nhỏ đâu có nhiều người, đâu có camera giám sát đâu bạn đó. Nhiều khi vô tập đùng cái xong nằm đó ỏ e, một xe cấp cứu tới, hai cảnh sát tới điều tra đó, và xong rồi làm lên như vậy. Mà một khi một nơi gì đó mà có người chết, khỏi có làm ăn tiếp. Nó cái vấn đề nó mang một cái hậu quả nó lớn như vậy. Mà nhất là bây giờ nói chuyện cá nhân thôi, bạn không bị không có nghĩa là bạn chưa bị, không nghĩa là bạn không bị á. Đôi khi bạn ấy y, bạn dở một cái, lúc đó bạn tập, bạn mất tập trung một cái là bạn chết liền. Tập tạ thành sợ nhất là mất tập trung. Bạn đẩy nặng cỡ nào không sợ nếu bạn còn kiểm soát được. Còn một khi bạn không kiểm soát được, bạn mất tập trung là bạn đẩy nhẹ bạn chết như thường. Bạn đừng có giỡn với những cái gì mà nó nguy hiểm với bản thân mình. Tôi nói một giây chơi dại mà ngàn năm hối hận các bạn. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi 4234 có nội dung gần giống câu hỏi mã số 2130 trong hỏi đáp hình số 203. Câu hỏi 4235, anh Duy cho em hỏi ngực vuông với ngực tròn khác nhau chỗ nào? Em nghe nói ngực tròn thì tập lên thì xấu lắm phải không anh? Anh cho em hỏi luôn là ngực tròn thì cần tập những bài tập gì để khắc phục, em hoang mang quá vì ngực em tròn. Ngực tròn nó khác ngực vuông á, là khác trong cái hình mà cái hình tròn với cái hình vuông. Nói vậy thôi chứ ngực tròn ngực vuông, ngực nào tròn cũng xấu, ngực nào vuông cũng xấu luôn. Hay là tròn là do nhiều mỡ? Đúng, một phần tròn là do nhiều mỡ. Còn thứ hai nữa, tròn là do nó vậy nè, cái khe ngực nó rộng quá đó, và cái cạnh ở ngoài ngực nó hẹp quá nên mọi nhìn nó sẽ tròn. Cái đó là do một á, 99-90% là do mình tập sai, mình tập sai lâu năm thì nó dẫn tới tình trạng đó. Còn 10% còn lại đổ thừa cho ADN đi ha. Thế mà bạn tập bạn không chịu chú trọng cái khe ngực của bạn, tức là bạn đẩy ngực mà bạn tập ba beo hoài, bạn không tập dumbbell hoặc dumbbell mà tập bd quá, là cái khe ngực của bạn nó sẽ không dày, ngực bạn nó sẽ không rộng, thì nó sẽ dễ sinh ra ngực tròn đó. Còn người ngực vuông á, như đó nói là ta nhiều khi ta chú trọng ngực dưới nhiều quá, hoặc là ngực dưới là cái ngực trội của người ta, ngực dưới nó phát triển quá trời luôn, ngực trên nó yếu hơn, nhìn nó vuông vuông. Còn khắc phục sao thì nói rồi, tập cho đều đi, tập ba beo là chủ đạo và tập cho đều giữa các phần của ngực. Nghĩa là ba beo mà tập nhiều quá. Ủa, dumbbell là chủ đạo gì đó. Ba beo mà nhiều quá thì cái rãnh ngực nó dài. À quên, nó xa. Tại vì cái đường đi của ba beo không bao giờ nó sâu được bằng đường đi của dumbbell hết. À khe ngực chứ, khe ngực nó xa. Đúng rồi. Rồi, tại vì hai tay là để hơi xa. Rồi. Đúng không? Rồi. Còn nếu mà dumbbell thì nó vô sâu hơn. Nó đẩy lên, đúng rồi. Rồi còn fly. Fly thì nó giống như dumbbell vậy thôi, nhưng mà tập nhẹ hơn. Nhẹ hơn thì cái đó là mang tính chất là săn đúng không? Săn. Nó cũng tác động cơ ngực thôi chứ bây giờ anh không dám nói. Săn và nó ép ngực, cái đó gọi là ép ngực mà. Ép là chẳng qua là cái động tác, nhìn nó giống mình ép thôi. Ừ. Nhưng còn bạn có tập cái gì đi chăng nữa thì nó vẫn tác động đến cơ ngực. Ừ. Nhưng mà nó phải có sự tác động đầy đủ thì nó mới đẹp được phải không? Tại sao cái bài fly nó tồn tại? Tại vì bài fly thì nó cho bạn ép cái ngực nó sát hơn so với bài barbell. Nhưng mà so với dumbbell thì nó cũng cơ cỡ thôi, chứ nó cũng không nhiều hơn nhiều. Đó. Dumbbell vẫn là hay nhất. Dumbbell nó vừa có độ nặng mà nó vừa có độ sâu. Còn bài fly thì nó có độ sâu mà nó không có độ nặng, nó cô lập mà. Còn bài barbell á thì được cái nó có độ dễ nhưng mà nó không có độ sâu. Nó có độ dễ tức là sao? Tức là cái cây nằm bên trời á, bạn lấy ra nó dễ hơn. Còn barbell á, bạn lên cực quá. Barbell bạn tạ nằm dưới đất, bạn phải bươi bươi lên từ từ bạn đẩy lên, nó khó quá. Nó nên phần đông á người ta sẽ chơi barbell rất là tốt, nhưng mà chơi dumbbell rất là gà. Bạn để ý đi bạn sẽ thấy. Em thấy chơi dumbbell nó kích thích rất là tốt. Nhưng mà nó sẽ khó hơn và người ta lười hơn. Mà ngày xưa đó là các anh ngày xưa là bật cái dưới đất bật lên không à. Bật cái dưới đất bật lên. Đó, thì như vậy tập nặng không có được. Mà thêm một cái phần nữa, tập barbell mệt quá rồi, qua tập dumbbell tập không nổi. Ừ. Cái đó là chuyện rất là bình thường, mà bây giờ nó cũng còn thôi chứ. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ tập cái nào trước? Tùy nếu thôi. Mà tập cả hai. Nếu là anh chỉ
90% của tập của anh là tập trung vô dumbbell, anh không chơi barbell đó, anh không chơi barbell. Còn muốn đổi gió thì lên chơi barbell chút đỉnh, nhưng mà còn những cái giáo án của anh á, anh phải làm cho những cái phòng khác ta tập được. Nên anh chơi dumbbell có, chơi barbell có, nhưng mà khi anh tập á, anh tập trung vào dumbbell rất là nhiều. Thứ nhất nó nhanh, thứ hai không gian nó nhỏ, nó dễ tập đó, và thứ ba nó tiện. Mà em cảm thấy cái đường đi động tác khoảng cách hai tay nó cũng free hơn phải không? Đương nhiên dumbbell nó khó tập hơn rất là nhiều, nhưng được đường đi động tác nó dài hơn, ép vô nó sâu hơn đó, và nó an toàn và nó đã hơn, nó đã hơn, nó không bị khóa như dumbbell kia. Dumbbell thì ít khi bị đè như barbell đúng không? Barbell nằm cái cây nó đè luôn, cái nào chả bị đè, đã đẩy là đè hết rồi. Dumbbell mà bị đè cái thả tay ra rớt thì đó, thả không khéo trật tay luôn. Cái gì cũng vậy thôi, nhưng mà một khi mình đã lên tới level cao rồi, cái chuyện đè là chuyện không có, tập nổi hoặc không nổi chứ không có chuyện bị đè. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi 4236, chào anh Duy, em là nam, cao 1m73, nặng 68kg. Em đang tập theo lịch 6 buổi một tuần, thứ 2 đến thứ 5 ngực tay sau, thứ 3, thứ 6. Xin lỗi, thứ 2 5 ngực tay sau, 3 6 lưng tay trước, 4 7 chân bụng. Em muốn tăng cân và tăng cơ cùng lúc, em dùng 7 bữa ăn. Sáng 50g thịt bò và 1 trứng luộc kèm cơm, 9 giờ 1 bánh mì trứng và chuối, 11:30 100g thịt bò và cá mòi, 1 sữa chua, 1 táo. Rồi được, được, tiếp đi. Có mòi đó. 2 giờ chiều trứng và cơm, 5:30 thì em dùng cơm như bữa 11:30. Rồi. 21 giờ thì em dùng thêm 1 bữa 50g thịt bò và cơm kèm chuối. Rồi. Có cơm kèm chuối. Hiện tại em chỉ dùng Fusion 7 buổi sáng sau ăn và 30 phút sau tập. Em có nên kết hợp Serious Mat 2 lần trên ngày không? Tự nhiên Fusion 7 còn Serious Mat nữa bạn. Nó bạn muốn tăng cân tăng cơ. Vậy đẹp rồi. Tăng 1m73 nặng 68. 1m73 68 không thiếu nhiều đâu nha bạn. Nếu bạn có muốn xài mat thì bạn xài mat trung thôi, như là Elite Mat hoặc là Size Up là được rồi. Không cần phải xài mat cao đâu. Còn cái vụ cá mòi của bạn được còn bỏ đi. Mọi có toàn gia vị không? Thực đơn của bạn đang rất là đẹp, toàn là thức ăn tự nhiên này nọ, rồi cũng tươi tươi không à. Quốc hợp cá mòi vô xấu thực đơn mà. Đó, nên cá mòi chỉ có trứng đi. Nên của bạn là đẹp rồi, trứng nhưng mà chủ yếu là lòng trắng là chủ đạo nha. Đừng ăn lòng đỏ nhiều. Thực đơn ngon rồi đó bạn. Câu hỏi của bạn đã khép lại chương mục hỏi đáp số 377. Hỏi đáp cũng khá là dài ha. Diệu Nguyễn và Tư Hương xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương mục hỏi đáp thần số tiếp theo. Để đặt câu hỏi liên quan đến thể hình và được trả lời giải đáp nhanh chóng, các bạn vui lòng đăng ký hội viên group Facebook Thể Hình Online Fanpage. Chúng tôi không thể giải đáp qua các kênh mạng xã hội. Xin chân thành cảm ơn. Để xem các video của chúng tôi một cách đầy đủ và nhanh chóng nhất, vui lòng nhấn nút subscribe hoặc đăng ký trên kênh YouTube của chúng tôi tại địa chỉ www.youtube.com/thehinhonline. Các mạng xã hội khác của chúng tôi sẽ được đăng tải chậm hơn. Tất cả các video của chúng tôi đều được đăng tải dưới dạng chuẩn Full HD 1080p, do đó các bạn có thể tận hưởng chất lượng hình ảnh trên những thiết bị TV màn ảnh lớn. Để xem đầy đủ các bài viết về kiến thức thể hình một cách hệ thống và chuyên nghiệp nhất, các bạn vui lòng truy cập website www.thehinhonline.com.vn, và bạn cũng có thể đặt câu hỏi gửi về chương trình bằng cách đăng ký làm thành viên của website này. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của các bạn một cách đầy đủ và chính xác nhất qua các lần lên sóng đều đặn. Xin thân ái chào các bạn.